Chúng ta làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi 2 lớp 9 đây như sau. Ancan X có phần trăm carbon là chừng đó. Tác dụng với clo thu được hai dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau, hỏi công thức cấu tạo của X. Thì nhiệm vụ đầu tiên của bạn là dựa vào phần trăm carbon này này, em sẽ tìm ra nó là ancan nào, hiểu không? Sau đó tương ứng với công thức phân tử đó thì có bao nhiêu công thức cấu tạo. Sau đó em sẽ lấy từng cấu tạo một đi tác dụng với clo, xúc tác ánh sáng, khuếch tán. Bây giờ về nhiệt độ đun nóng chúng ta sẽ thu được số sản phẩm tương ứng. Và theo đề cho là nó thu được mấy em ơi? Thu được hai. Trong hai công thức, cho trong nhiều công thức đó thì chỉ có một công thức thỏa mãn là hai dạng xuất mono, hiểu chưa? Mono clo tức là thế một clo vào mono tức là một, em hiểu không? À, bây giờ làm. Cách xử lý bài toán này nhẹ như lông hồng. Chúng ta có này, alkanic là gì? Alkanic là CnH2n cộng 2. Thế để cho là phần trăm carbon trong này là 83,72. Phần trăm carbon trong này là 12n. Chia tổng là 14n cộng 2 nhân 100. Từ đây bạn tính cho thay n bằng bao nhiêu? Rồi, ở đây bạn tính được n bằng 6. N bằng 6 thì chúng ta có công thức phân tử, đúng không? Công thức phân tử của X là C6H10 14. Dùng quy tắc đếm nhanh đồng phân mà Trương đã dạy cho các bạn nào. Như vậy thằng này có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? 5 đồng phân, đúng không em? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết tất cả công thức cấu tạo của C6H14, sau đó lấy từng công thức một đi tác dụng với clo, hiểu chưa? Thằng nào thỏa mãn thu được hai dạng xuất mono clo thì chọn, còn không thì thôi vứt. Rồi, bây giờ coi thử. À, chúng ta có như sau, C6H14 sẽ có các đồng phân như sau. Có các công thức cấu tạo. Nghe em hiểu. Công thức cấu tạo và đồng phân là hai từ đồng nghĩa, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nghe kỹ. Đồng phân là những chất có cùng công thức cấu tạo, hiểu chưa? Đó là hai người ta nói đồng phân là như nhau. À, chúng ta sẽ liệt kê được năm công thức cấu tạo của thằng này ra. Không khó đâu. CH3, CH2, 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 CH3. Ở đây mình cho là X1 đi. X2. X2 thì em sẽ bẻ đây đi còn mấy C thôi. 5C. Nghe rõ lại. Hai này như thế này em ơi, đối xứng. Hai này như thế nào? Đối xứng. Và đây nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ gắn carbon còn lại vào vị trí màu vàng và màu trắng, đúng không em? Đây, màu vàng. Đây màu trắng. Được chưa? Tiếp. À, sau đó em lấy cái thằng X2 này để hình thành X4 bằng cách em cắt carbon màu chấm xanh ngoài cùng, được không ạ? Gắn vào đây, chúng ta khi chúng đó thì chúng ta thấy này, hai này như thế nào, đối xứng, đúng không em? À, thằng này đi biên là bọn vứt rồi, như vậy chúng ta điền C ở đây hoặc C ở đây là xong, hiểu không ạ? Rồi điền vào đây. Riêng vấn đề mực công thức cấu tạo thầy đảm bảo các bạn, thầy dạy các bạn rất là kỹ, không có sai chỗ nào, không không có sơ suất chỗ nào hết đó. Phải dùng quy tắc để làm. Giờ quy tắc này mình tìm ra năm 2011. Các bạn nghe kỹ, chúng ta điền đầy đủ hero vào. Điền hero khá là đơn giản, chúng ta vừa nghe nhạc vừa điền không sao cả, không?
Hãy nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Tiếp. Tới đây hiểu chưa? Bây giờ chúng ta nghe trong năm có cái X1 cho đến X5 này thì chúng ta nhẩm này, thằng nào cho hai sản phẩm thì chúng ta lấy. Muốn làm được điều đó thì nhiệm vụ đầu tiên của bạn là làm gì? Ủa, mình tính này tính đúng không vậy? Mình thấy nghi nghi quá à. Cái đúng không? Rồi. Bây giờ coi thử. Bây giờ chúng ta coi thử nha. N bằng 6 cái này sẽ gây bị thiếu em nha, đây sẽ 2. Cái 5 là mình sao mình ghi lộn rồi ta? Quên. Sẽ 3 nè. Và sẽ giờ dàn lại cho x5 cho bạn. Đây đây đây. Thầy sẽ hành động phân số. Hiện tại đang 5C đúng không em? Nó gắn ở đây hoặc gắn ở đây nữa là xong đúng không? Quên nãy quên mất điện. Điện ở đâu lại? Nhìn thấy hay nhìn thấy xa xa chỗ nào đó. Được chưa? Điện hydro. Có lúc bị liệu tí em ạ. Đang làm người này mà nhớ người khác đúng không? Người yêu ơi, yêu mình em được không? Đâu có ngu đúng không? Vì anh thương em, thương luôn con bạn em biết không? Làm sao biết được? Rồi, đi vô. Rồi, bây giờ chúng ta nhẩm thôi. Rồi chúng ta sơn tất cái là chất thỏa mãn là sau đó chứng minh, hiểu không? Đồ sướng này. Đồ sướng này. Đồ sướng này. Mấy sản phẩm em ơi? Phải cho 3 sản phẩm thế cái lo không? Tiếp theo. Đồ sướng này thấy không? Còn lại là không có đồ sướng. Trắng. Vàng. Rồi đỏ. Rồi. Rồi. Như vậy cho mấy sản phẩm em ơi? Phải 4 sản phẩm không? Hả? Rồi tiếp tục. 4 hay 5? À 5 nhé nhỉ. Tính sao ra 4? 5 màu khác nhau mà. Nhìn thấy. Phải đây là trục đồ sướng không? C này. CH2, CH3, CH2, CH3 đồ sướng như thế. Rồi như vậy chúng ta sẽ có như sau. Hai thằng xét 3 đối xứng này. Hai thằng xét 2 đối xứng này. CH này. CH3 này. Cho mấy sản phẩm em ơi? 4. Chúng ta xong chúng ta nãy không chúng ta không đi rõ ràng ra nha. Như vậy là được hiểu rồi. Ba carbon này đối xứng với C ở giữa. Được chưa em? Mấy sản phẩm? À, xin lỗi bạn, 4 đúng không? 4 nhưng mà chúng ta đã đúng đi filter đi 1 bởi vì carbon này đâu còn hydro mà thấy cái lo vào. Hiểu không? 3 sản phẩm thôi. Thằng này không còn hydro đấy đâu mà thế. Như vậy máy này loại hết rồi thì cái gì thằng cuối cùng là được lựa chọn như nữa. Phải đây đâu xứng không? Carbon này thì thấy hai cái thằng xét 3 như thế nào? Đồ xứng. Cho mấy sản phẩm? Rồi. Thế thì yêu cầu là gì? Đây em ơi. Thì thu được hai dạng xúc mono hỏi số đồng phân cấu tạo đúng không? Hỏi công thức cấu tạo của X. Rồi ok. Như vậy chúng ta chọn lấy máy. Chỉ có X5 tác dụng với cờ lo thế tỷ lệ mo 1:1 và ánh sáng khuếch tán tạo hai sản phẩm monoclo. Rồi chúng ta ghi lại công thức cấu tạo hắn là điền clo thế clo vào là xong. Chẳng hiểu không bạn ơi? Nếu bạn hiểu thằng cao thì thằng thấp sẽ hiểu được thế thôi. Cộng cho cháu lòng ánh sáng khuếch tán
Bây giờ mình cho thầy biết là trong hai gam màu thầy đang chỉ này, thì cái thằng nào là chính, thằng nào phụ? Chính nằm đâu? Chính nằm ở CH, phụ nằm ở CH3. Theo quy tắc là thế ít là sản phẩm chính và thế nhiều là sản phẩm phụ. Sản phẩm chính, sản phẩm phụ. Rồi, CH3, CH, CH3, C, CH3. Vị trí này em thế clo vào CH3 cộng HCl. Như này em sẽ thế vào màu vàng em nha. Các bạn có ý kiến gì không bạn ơi? Đó, vậy thôi. Đó là những điều mà tôi muốn nói trong câu hỏi này. Theo đánh giá của thầy, câu hỏi này thuộc câu hỏi dễ.